nói với cháu Lực bảo là anh nhờ em nhờ ông chú ơi, hãy cứ ra kia ngóng ông rồi. Thôi được không ấy, để chú đi tìm ông cho nhá. Bác ơi, lo lấy củi về đây. Từ 9 giờ sáng rồi. 9 giờ sáng? Vâng. Thế là giờ ăn gì chưa ông? Hả? Ăn gì chưa? Chưa. Chưa? Một chặt cây lấy củi. Xong 6 giờ dưới mới nhỉ. 20.000 tiền về nhà. Xong mua cái gì cho cùng cháu miệng ăn nhá. Để quán chả có. Để được không? Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tiết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực xuống nhà hai ông cháu thì có vẻ là khá là tối rồi cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực muốn xuống là thông báo với lại hai ông cháu một tin rất là mừng cô bác ạ. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì cháu Lực có nhận được một số khoản của các bác gửi tới cho hai ông cháu, cho nên là cháu Lực là muốn xuống đây để thông báo với lại hai ông cháu luôn cô bác. Hay còn bây giờ thì trời cũng khá là tối rồi, cháu Lực cũng đi vào và xem hai ông cháu đang làm gì và một tí nữa thì trở lại về nhà cho nó sớm hơn cô bác. Thì còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hay ngôi nhà của hai ông cháu thì phải nói là nằm sâu ở dưới hùm luôn cô bác ạ. Hầu như là ở xung quanh này không có một cái ngôi nhà nào mà ở đây nữa cả. Đấy, hai ông cháu chọn cho mình ở một nơi mà phải nói là cực kỳ mà hẻo lánh luôn cô bác. Hầu như là biệt lập với lại những ngôi nhà xung quanh luôn, xung quanh của nhà hai ông cháu. Ở đây thì cái nguồn nước này là cái nguồn mà hai ông cháu là dùng để tắm thì cô bác. Còn giặt áo thì ông bảo cháu Lực rằng là mang đi xuống suối kia để mà ông giặt. Trời thì khá là tối. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là ở dưới chuồng nhà ông thì có một con heo này cô bác. Khá là tối rồi cô bác, không biết là hai ông cháu là ở nhà là làm mà cái gì. Cơm thì cũng chưa thấy nấu cô bác ạ. Mẹ ơi. Ui. Đang ngủ à? Hả? Mày đang ngủ à? Mạnh khắc cầm đèn pin ở đây thôi à? Hả? Ôi trời ơi. Mạnh chắc là vừa về là vừa ngủ đấy cô bác này. Ông đi đâu rồi? Sao một mình Mạnh ở nhà thế? Hả? Ngồi ra đây, ngồi ra đây, ngồi ra đây. Đấy, nói to lên cho chú nào. Hôm nay thì hôm nay đi học về mấy giờ có biết không? Ông có đi đón không? Không. Không à? Thế đi về cùng ai? Mạnh là đi học về cùng ai? Cùng các bạn. Cùng các bạn á? Thế Mạnh khoanh tay chào các ông bà đi. Chào các ông, các bà. Ông đi đâu rồi? Ông không biết. Ông không biết á? Thế là Mạnh về đến nhà là không gặp ông nữa à? Vậy ở đây này cô bác này, ở đây là Mạnh ở nhà một mình là khác, là bật là cái đèn này thôi cô bác. Cái đèn này thì còn nhìn thấy cái gì đâu. Ở trong một cái ngôi nhà mà rất là tối bật cái đèn. Đèn này là đèn của Mạnh à? Chú tắt đi nhá.
Mạnh, đi học về ăn gì chưa? Chưa. Chưa? Sữa, sữa của Mạnh đâu hết rồi? Mày uống, mày có uống sữa không? Uống. Uống rồi á? Nào, bé ra đây ngồi một chút nào. Ôi, ở nhà khác, ở nhà một mình có bác không biết là ông đi đâu. À, có khi là ông đang đi ra ngoài, là có khi là đi lấy củi hay là làm gì đấy. Ê, đi học về thì đã gặp ông chưa? Mạnh đi học về đã gặp ông chưa? Hả? Chưa gặp ông á? Thế Mạnh đi học về là chưa gặp ông à? Thế đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Đói bụng rồi á? Chú cho ăn một con kẹo này. Chú cho ăn một con kẹo nhé. Đây. Đây, ăn một chút này. Bà là đói rồi, cô bác đã đi học về ấy. Đấy, bây giờ thì sẽ ngồi đợi ông thêm một chút nữa thì mấy anh em sẽ cho được sẽ thông báo cái điều cái niềm vui này tới cho ông cô bác ạ. Mạnh thì rất là đáng yêu cô bác. Đấy, những cái bộ quần áo ôi ôi đi học về này. Đi học về thì trên mình dính đầy những cái con mà hay dính vào quần áo đấy. Dính nhiều quá rồi nhỉ? Không mời các ông các bạn bánh à hả? Quên rồi. Phanh tay mời các ông các bạn bánh nào. Nói to lên một chút nào. Con mời. Mời các ông các bạn bánh. Rồi. Mạnh là sau là phải nói to to lên nhá. Nói to lên. Rồi. Nói to như chú lên này. Rồi. Hai ông cháu sống trong một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là nhỏ cô bác ạ. Ở xung quanh thì hôm nọ cháu Lực cũng đã mua bạt che hết lại cho ông rồi. Và ở phần bên trên cũng thế, cháu Lực cũng đã che hết. Hiện tại thì ngôi nhà của ông cháu Lực chỉ biết là khắc phục như vậy thôi các bác. Cháu Lực không có biết là khắc phục thêm bao nhiêu nữa cả. Đợi ông một lúc xem là ông đi ra ngoài xem là ông về chưa. Hãy dậy đi. Để đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài là xem ông đã về chưa. Ngôi nhà của hai ông cháu là thuộc phải cái cuối của bác ạ. Bảo Mạnh đi dép đi. Dép của Mạnh đâu? Hả? Đây, đi dép vào. Đi dép vào. Trời thì khá là tối rồi các bác. Đây, vừa rồi cháu được nghe thấy tiếng chó sủa rồi nhưng mà không biết là ông đã về chưa. Đây, cháu được nhìn thấy là bếp là vẫn còn chưa nấu cơm gì cả. Xong chưa? Hả? Ông tối thế ông chưa về nhỉ? Còn nhớ ông không? Nhớ á? Trời khá là tối rồi cô bác ạ. Mạnh thì ở nhà một mình cầm theo một cái đèn pin nhỏ thôi. Một tí nữa thì đợi ông thêm một chút đã cô bác ạ. Xem là ông đã về chưa. Ra bên này xem ông có ở đây không. Uầy, trâu thì vẫn còn để kia này cô bác này, vẫn còn chưa. Có khi là ông đi lấy củi khá là tối ấy. Không biết là hôm nay ông đi tận là đâu để lấy nữa. Đói lắm chưa? Hả? Đói à? Thế Mạnh có cần chú nấu cơm cho không? Không. Hả? Không. Không. Bạn em bạn Mạnh có con rồi. Thế ông về muộn thế này thì hay là chú nấu cơm đợi nhỉ? Chú với Mạnh nấu cơm đợi nhá. Vâng. Vâng á. Bây giờ thì đợi ông khá là lâu các bác cho nên là cháu Lực sẽ nấu cơm. Ui, nước thì cũng hết rồi. Mạnh có biết chú lấy nước không? Biết à? Chỉ chú đi lấy xem nào. Cái xô bé của Mạnh đâu? Cái kia cho đây. Chú thấy có một cái xô bé này. À đây đây. Xô này thì mang đi phải lấy rửa. À, Mạnh thì là lấy xô này đi lấy nước à? Hả? Phải không? Không. Không phải à? Cái xô kia à? Thế thôi mẹ không xách nữa nhá. Đi. Hai chú cháu mình đi lấy nước đi.
xem đi lấy nước về xem là ông đã về chưa các bác. Bây giờ thì để Mạnh ở nhà một mình thì cũng khá là sợ các bác, thành ra là cháu Lực là phải đưa Mạnh để đi cùng nữa. Ui, cháu thì vẫn còn để đây này. Đây có phải cháu của Mạnh không? Phải. Phải à. Cháu này thì được là ông là đi lấy của người ta về là nuôi các bác. Để mà nuôi xong là ông lấy sức của nó là để cày, cũng như là lấy phân của nó để mà mình gieo, mình bón vào ruộng luôn. Tại vì là ông là không có tiền để mà ông mua. Rồi đi. Nào chú bé một tí. Nào chú bé đi. Rồi. Mày có biết là lấy nước ở tận đâu không? Ở tận dưới kia. Ôi, xa phết đi nhờ. Xuống đường nào đây? À đây rồi. Đây rồi. Đây, công đường mà đi lấy nước của hai ông cháu của bác đi cực kỳ là khó khăn luôn. Hôm nọ thì cháu cũng cùng ông là ra đây lấy nước một lần rồi, cho nên là cháu Lực vẫn còn nhớ là cái chỗ lấy nước của ông. Lấy Mạnh thì còn rất là nhỏ được cô bác ạ. Năm nay có 5 tuổi thôi, nhưng mà vẫn nhớ là chỗ lấy nước là chỗ nào. Mạnh với ông là lấy nước ở đây đúng không? Ừ. Mỗi lần lấy nước là phải xoay vào, coi như là giống như là kiểu là trộm cái nước ấy cô bác ạ, trộm nước ấy. Chứ cái nguồn nước này thì là ông là nhà chú của ông là đã bán đi rồi. Vừa về đến nhà là nhìn thấy Mạnh là cầm một cái đèn pin mà ngồi ở trong nhà của bác một mình ấy. Không biết lại là Mạnh có sợ sệt gì không? Mạnh ở nhà một mình thì có sợ không? Sợ. Sợ á? Mạnh phải nói to lên một chút thì các bà mới nghe thấy nhá. Ừ. Cái nguồn nước này của bác này, nguồn nước này thì là cái nguồn nước mà nguồn nước mạch ấy, thì ra là khi mà đến mùa đông này rất là ấm. Sờ vào là cảm giác là như kiểu nước là mình đã pha với lại nước nước ấm rồi đấy. Đấy. Bây giờ lấy xong là phải xoay giả như này các bác này. Thì cái nguồn nước của nhà người ta mới đi chứ không là không đi đâu. Rồi, Mạnh đi về đi. Đi trước cứ đi. Đây, ở đây thì đáng lẽ ra là vừa rồi tôi cho Mạnh ở nhà một mình thì ở nhà thì nó sẽ tiện hơn. Mạnh thì đến con đường này thì đi rất là quen thuộc với lại bé thôi. Kể cả những con đường mà em đi học như thế các bác ơi, toàn là trèo như thế này cả thôi. Đấy. Đấy. Đi lấy nước mới mà chưa thấy là ông ở đâu cả. Cháu thì vẫn còn đang buộc ở ngoài này. Đi cẩn thận nhé. Đáng lẽ ra là cháu Lực cho Mạnh là ở nhà thì nó đúng hơn cô bác. Nhưng mà sợ rằng là Mạnh ở nhà là một mình em mới sợ. Thành ra là cháu Lực là phải đưa Mạnh đi theo. Ôi cháu kìa. Mạnh có sợ cháu không? Sợ. Sợ á? Đây này, chú cầm tay đi nè. Lại bé tí mà như này mà dám ở nhà một mình nữa đấy cô bác. Cửa thì mà vẫn còn chưa thấy bóng dáng của ông đâu cả. Có lẽ là sẽ là hộ ông nấu cơm luôn, để một tí nữa ông về thì ông sẽ được ăn cơm luôn các bác. Thế còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào là nấu cơm nhé. Mạnh biết nấu cơm không? Hả? À. Ra đây nào. Đây, ngồi đây nào. Ngồi đây cho nó ấm một chút này. Đấy, Mạnh ngồi đây nhá.
cái bếp của hai ông cháu Hồ Bang đây. Và là cái bếp này thì là cái bếp mà dựng những kiểu tạm bợ đâu các bác, nó cũng không có quá là to đấy. Với lại cái chỗ bếp này thì cũng rất là hẹp. Mạnh thì vừa bảo là đói quá rồi, thành ra là cháu Lực mới lại hộ ông là nấu cơm luôn. Ăn bánh không, đỡ đói chưa? Hay là vẫn đói? Vẫn đói à? Những cành củi của hai ông cháu. Con gì đấy? Siêu nhân á. Hãy để một tí nữa ông về là kịp giờ là ăn cơm luôn. Cháu ông cháu chơi. Sao ông cháu chưa về á? Ông cháu chắc là đang đi. Ông của Mạnh chắc là đang đi lấy củi rồi. Một tí nữa chắc là ông mới về. Mạnh là khỏi ốm rồi đúng không? Không biết mà tối hôm nay sao lại ông lại về muộn thế này, của bác không biết là ông có chuyện gì không? Chó sủa đi, xem có phải ông không? Có phải không? Không phải đâu. Đây, chú hỏi cái lỗi. Có phải ông không? Không. Không phải à? Chắc là nấu cơm chín xong để ông cũng về rồi. Còn nhớ ông không? Nhớ. Nhớ ông á? Nhớ nhiều không? Nhiều. Bây giờ Mạnh thì hiện tại là chỉ còn là mỗi ông là người thân duy nhất của mình thôi. Không biết là sau này khi mà Mạnh lớn lên rồi thì câu chuyện này khi mà ai kể cho thì không biết là bé Mạnh là sẽ nói như thế nào nữa. Tay lạnh thế hả mẹ? Tay của mày lạnh thế. Mạnh có biết đi lấy củi không? Không. Không biết đâu á? Thế mẹ biết làm gì? Ở nhà là biết làm gì? Hả? Ở nhà là biết làm gì? Một cơm thì bây giờ mới xôi các bác. Vẫn còn chưa thấy nhìn thấy ông đi đâu cả. Định dậy ra kia xem là ông có... Dạ ông về chưa? Xem ông về đâu chưa? Khá là tối rồi, vẫn còn chưa nhìn thấy ông đâu cô bác ạ. Không biết là ông có chuyện gì không? Mạnh thì cũng chỉ biết là ở nhà như thế này, trong ngóng ông mãi như vậy. Để tìm
Mạnh ơi, tìm một tí củi để nấu cơm đi. Rồi, đi ra kia ngồi cho nó ấm. Nào, rồi, ngồi đây đi. Hỏi chú cái gì đấy? Nào, ngồi xuống nói cho chú nghe nào. Bố không có, mẹ không có, chỉ có một người ông duy nhất cơ. Đi học về, các bạn đi học về, khi mà cháu được vừa bước vào đến nhà ấy, là nhìn thấy là mày là cầm một cái đèn pin. Cầm một cái đèn pin là ngồi ở trong nhà. Một tí nữa nấu cơm xong, nếu mà chưa thấy thì có khi là sẽ lại tiếp tục ngồi đợi ông. Mày biết nấu cơm không? Không. Không biết đâu. Thằng năm được 6 tuổi đi học lớp 1 là biết rồi đấy cô bác ạ. Có vẻ như là sắp khóc rồi đấy cô bác. Có vẻ như sắp khóc rồi. Vừa rồi nói với cháu Lực bảo là anh ơi, em nhớ ông chú ơi. Anh cứ dài kia ngóng ông rồi. Nhìn trên nhìn xuống. Nhìn lên nhìn xuống cũng chưa thấy ông đâu cả. Mày không sợ à? Phải nói chứ không là lắc đầu, mày không sợ à? Không sợ á? Tối nay ông không về có sợ không? Sợ. Sợ á? Có dám ngủ mình không? Hả? Có dám ngủ mình không? Không. Mày có dám ngủ mình không? Ừ. Thôi đừng khóc nữa. Để chú đi tìm ông cho nhá. Nhá, để chú đi tìm ông cho nhá. Khóc rồi cô bác ạ. Thế bây giờ thì Mạnh đang nước mắt đang tuôn rơi, cháu được không biết là phải làm cách nào đi để dập lửa một chút đã, để đưa em Mạnh mà đi. Để đưa em Mạnh là đi tìm ong như này. Nào, đi tìm ong. Đi. Ong chắc là đi bây giờ thì ở bên này thì có được sẽ đi vào góc bên này để tìm ong xem nào. Đây, ra đây chịu cống này. Ra đây. Quang này. Đấy, tại vì là Tuấn Lực nhìn thấy là ở bên kia có một cái khu rừng ấy. Mạnh thì có nhớ ông không? Có à. Mạnh thì ở nhà có một mình đúng không bác ạ? Vừa rồi Tuấn Lực lên gặp ấy. Thì tìm ông cho cháu. Thì tìm ông cho cháu á. Bây giờ đang đi tìm đây. Mạnh thì còn khóc cả da của bác. Ở bên kia là hình như là không biết là cái đèn gì sáng ấy nhỉ.
Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi men theo cái đường này xem là có bắt gặp ông nào không. Không thì cháu Lực sẽ đi ra tiếp nhà bên kia để hỏi. Cháu không là tối nay là Mạnh là ở nhà một mình rồi. Đến tầm giờ này chưa về là chỉ có ông là đang ở, là đang đi đâu thôi các bác ạ. Mạnh đi học là đi đường nào? Có phải đi đường này không? Hả? Ủa hôm nay mặt trăng sáng, không phải à? Đi đường kia. Đi đường kia à? Phải đi được một đoạn nữa, phải nói là khá xa rồi cô bác ạ. Ở bên này có được nhìn thấy có một khu rừng, không biết là không biết là ông ạ sẽ lấy củi ở đây hay là lấy củi ở tận đâu. Mày có biết ông lấy củi đi đường nào không? Ui. Bác ấy đâu lấy củi về đấy? Nhưng chưa lấy về á? Nhưng mà bác đi lấy củi, bác lại lấy được có một khúc này. Hôm nay bác đi từ mấy giờ rồi? Từ 9 giờ sáng rồi. 9 giờ sáng? Vâng. Thế là giờ ăn gì chưa ông? Hả? Ăn gì chưa? Chưa. Một chặt cây lấy củi, xong 6 giờ dưới mới nhỉ. Ông tự lấy củi. Ông tự lấy của rừng nhà mình hay là như nào? Xin họ đấy. Xin họ á? Vâng. Thế hôm nay là đi làm thuê là như nào? Làm thuê à? Vâng, nó bảo không có gì đâu, cho 20.000 tiền về nhà, không mua cái gì cho cùng cháu miệng ăn nhá. Để quán chả có, để được. Không đi chặt củi là được 20.000 á? Vâng. Chặt ở tận đâu mà người ta giả cho ông 20.000? Trên kia. Nó về nó mệt quá đây. Vừa nãy cháu về là nhìn thấy Mạnh là ở nhà có một mình thôi. Vâng. Đấy. Thế thì vừa rồi thì Mạnh bảo là nhớ ông ấy, cháu mới ra là tìm ông. Vâng. Đi làm cả ngày là được có 20.000. Vâng. Là lấy một bát củi đi bán hay là như nào? Đi chặt cho người ta hay là như nào? Đi chặt cho người ta đấy. Đi chặt cho người ta nó. Bảo ơi. Thế thì tôi cho bác cho cháu 20.000. Nhìn thấy mô mì cho mấy gì cho cùng cháu ăn nhá. Ở thế rồi. Đi cả ngày. Đến tối. Tôi xin nó một khúc củi này về nhà. Ông ở đây rồi. Gặp ông rồi nhà. Nấu cơm cho cùng cháu miệng ăn rồi. Thế là ông là bây giờ là đói lắm rồi à? Đói lắm rồi. Thế đói lắm thì ông ăn tạm một cái bánh đi. Đấy. Mệt. Ông ăn tạm 10 bánh rồi đã, để cho đỡ đói đã, rồi thì đi tiếp. Đói quá rồi cô bác ạ, không có đi được nữa rồi. Ông ăn tạm một cái bánh nữa rồi đi tiếp. Rất là tội của bác ạ, nhìn thấy Mạnh là một mình. Ông là ra bên này, ông là đi chặt củi thuê cho người ta. Mà được đi từ 9 giờ, đi từ 9 giờ đến chập tối như này mới về. Ông cứ ăn tạm một cái bánh ra để cho nó đỡ đói ra rồi thì đi tiếp. Vâng. Ra đến đây là không có đi được luôn nào ông? Vâng. Đây không đi được à? Người đây thử hơi mệt lắm rồi. Ông đi là không cầm theo đèn pin gì à? Vâng. Hả? Pin có không sáng. Đèn pin có ở đây à? Ừ. Đây là hai ông cháu là muốn về một cái đèn pin cô bác ạ. À? Đèn pin này thì gọi là chỉ có soi được đường mình đi thôi. Mạnh thì có một cái ở trong nhà, ông thì cầm theo một cái rồi. Hôm nay là ông biết là đi muộn à? Vâng, biết đi muộn mà. Về tối không nhìn thấy đường. Thế thôi, ông ăn tạm một cái bánh, ăn tạm cái bánh đấy đó. Thì tiếp tục là hai ông cháu mình đi về. Thấy rất là thường là bé Mạnh luôn. Ông không ăn hết đi, ăn hết đi không? Để lại cho Mạnh à? Mạnh một tí. Để lại cho Mạnh một tí. Mạnh.
Ông thì ăn ăn cháu ở nhà không trả được con gì. Vừa rồi thì bảo là đói cháu cũng cho ăn một cái rồi. Bây giờ thì ông cống mạnh đi đi. Vâng. Ông cống mạnh đi đi để cháu vác cho. Đấy, ông mệt rồi thì cống mạnh đi đi để cháu vác cho. Hãy đi đi ông. Đấy. Cảm ơn nhá. Ăn có bánh có bác ăn không nỡ ăn hết. Còn là để lại cho cháu mạnh. Ôi, không có thì cũng rơi vào tầm độ đâu đó là 20-30 cân. Rất là tội. Sao ông không về sớm sớm một chút để mà về nhà sớm? Nó bảo cứ để chặt cho chặt cây nữa. Chặt cây là thế, chặt cây có ăn cơm ở nhà người ta không? Chặt cây bảo tối rồi thì nó bảo không ăn rồi thì cháu ở nhà một mình nó thì tôi đi thôi. Đưa cho 20.000 tiền. Thế cho 20.000 tiền là về à? Vâng. Thế một ông đi chặt củi như này một ngày thì người ta cho ông bao nhiêu tiền? Mặt trời ngày nó nếu mà làm đến tối làm được thì nó cho 100. Cho 100 à? Thế là nợ lại à? Thế không? Vâng. Thế người ta nợ lại ông à? Vâng. Đi làm cả từ 9 giờ của bác đến chập tối rồi thì mới về. Người ta cho có 20.000 thôi. Còn là nợ lại tiền công của ông nữa chứ. Nếu mà làm nguyên một ngày thì được còn được 100.000. Cái công việc của ông đi đốn củi này thì phải đi chặt củi thì cũng không phải là một cái công việc mà nhẹ nhàng gì đâu cả cô bác ạ. Dùng con dao để mà chặt cây cả ngày. Vừa rồi thì đáng nghe ra là cháu Lực nấu cơm là đợi ông về, nhưng mà Mạnh là lúc đấy là sắp khóc rồi cô bác ạ. Cứ bảo là nhớ ông thôi, bảo là đi tìm ông cho cháu. Đấy, trâu thì hiện tại là vẫn buộc ở dưới kia chứ còn chưa đi lấy trâu về. Củi đây thì để tận đâu không? À, để đây cũng được rồi. Để đây à? Lấy cái bù. Cắt tỉa. Này, ôi giời. Lắm rồi. Đấy, lửa thì cũng đã tàn hết rồi. Trâu của ông thì cháu là vẫn thấy là bụi ở ngoài kia đấy. Vâng, nó mong tình trị rồi. Thì bây giờ cháu lại phải nhóm bếp ra. Vừa rồi đi thì cháu tắt hết bếp rồi. Cơm thì cũng gần chín rồi. Không nữa. Ừ. Nó là cái bếp của ông của bác ạ. Toàn cái đó. Cháu mà mình. Hả? Nhau mà mình chú nắm lại. Đấy, cháu cho nước nhiều hơn à? Cháu đi nấu cái bếp củi này thì không có biết là nấu cho là lắm. Thành ra là có lẽ là để hơi nhiều nước một chút rồi. Hả? À, nấu nước không vậy? Mày uống nước à? Nhanh lắm rồi. Mạnh thì cũng khát rồi, có bác uống nước ực rồi. Lần sau thì ông về sớm sớm một chút ông nhá. Vâng. Họ cứ bắt làm tí nữa, cây nữa, cho. Họ cứ bắt làm một tí nữa. Vâng. Bắt làm một tí thì cho. Vâng. Sao ông không bảo là làm ít thì lấy ít đi? Ông bảo là làm ngay đi về. Ta 8 giờ làm rồi, 9 giờ, 7 giờ làm rồi, 9 giờ, 10 giờ mới làm thì... Là cho làm muộn hơn à? Làm muộn hơn, tối.
Thế là ông đi làm như này về thì ông lấy tiền đấy để làm gì? Tiền mà cho mèng nữa, mua gạo ăn thôi. Tiền mua gạo ăn à? Vâng. Có lấy tiền ăn. Đi đóng học cho Mạnh không? Đóng cho Mạnh đi học nữa. Đóng cho Mạnh đi học nữa? Vâng. Thế là một tháng là Mạnh đóng đi học là bao nhiêu tiền ông? Một tháng nó 2 cân rưỡi gạo ấy là 15.000. 2 cân rưỡi gạo với 15.000 à? Vâng. Tiền điện, tiền ga đấy. À, là tiền điện, tiền ga cho nhà trường à? Vâng. Thế 15.000 này thì cũng khá là rẻ thôi. Lần nào lần sau thì đến lúc đóng thì bảo cháu nhá. Vâng. Là mỗi tháng là mình đóng 2 cân gạo à? Ừ, 2 cân dưới. Mà nên đóng là tiền, tiền điện chưa có tiền nộp cho cô giáo. Thế là còn nợ lại à? Vâng, nợ lại. Nợ lại bao nhiêu? Lại từ năm đến nay chưa có đâu mà. Nợ lại 1 năm á? À, từ đầu năm đến bây giờ á? Đầu năm đến bây giờ đấy. Từ đầu năm đến bây giờ là bao nhiêu tháng? Bây giờ là tháng 11, 12 rồi. Tháng 11, 12 là từ tháng 7 bắt đầu học đúng không? Vâng. 7, 8, 9, 10, 11, 12 là 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng là 2 tháng là 30.000. 4 tháng là 60.000. Là 6 tháng là đi 90.000 rồi. 6 tháng là đi 90.000 rồi đúng không? Vâng. Thế là bây giờ là ông đang nợ cô giáo là 90.000 à, 6 tháng ấy. Vâng, nợ cô giáo 90.000 với tiền nộp. Nếu đi 35 nữa thì 125.000. Tổng tất cả là 125.000 à? Vâng. Thế là hôm nay là ông đi làm để lấy tiền nộp cho Mạnh à? Vâng. Sao mấy tháng trước là ông không nộp luôn đi? Chứ không có đấy. Không có á? Vâng. Thế trước ông bảo lấy củi đi bán ấy, thì ông lấy củi đi bán để hôm nay để lấy tiền làm gì? Bán thì mua 19 rượu muối này. Mua 19 mua muối à? Vâng. Thế thì tí cái khoản đấy thì là cháu xin đưa cho ông. Thì ngày mai ông đưa Mạnh đi học thì ông sẽ đóng nhá. Vâng. Là 125.000 đúng không? Vâng. Đấy. Thì hôm nay cháu sẽ trích tiền của quý của ông ra là để đưa cho ông nhá. Vâng. Một trăm là 25.000 đúng không? Vâng. Một trăm 25.000 còn 75.000 còn lại ấy, thì là ông là để mua để như tháng sau là đóng cho tháng sau tiếp nhá. Vâng. Đấy là còn 75.000 còn lại là ông sẽ đóng còn lại nhá. Vâng. Đấy đây, vâng. Là cháu gửi cho ông là 200.000 để ông đóng cái tiền học cho Mạnh nhá. Vâng. Đấy, bác xin nhá. Đấy, đấy, hôm nay thì cháu xuống là định thông báo với lại hai ông cháu. Đây, ra đây chú, ra đây. Hôm nay là cháu xuống là thông báo cho hai ông cháu là cháu nhận được một số khoản của các bác gửi tới cho hai ông cháu. Thì hiện tại là cháu đang cầm cái tiền quý của ông là gần 20 triệu. Wow. Đấy, gần 20 triệu này thì cháu sẽ, các bác gửi cho thì cháu cứ để vào quý đã. Cái nào mà cần mua cho ông thì cháu sẽ trích cái tiền đấy ra để đưa cho ông hay là để mua đồ cho ông nhé. Wow. Đấy, còn cháu sẽ để vào đấy để lúc nào mà, ví dụ mà sau này được các bác trợ duyên nhiều hơn, trợ duyên hai ông cháu nhiều hơn thì cháu sẽ có khi là làm một cái ngôi nhà ghép cho hai ông cháu ở đó, ở tạm đó. Vâng. Nhá. Chứ bây giờ nhà ông ở trên này để mà chuyển vật liệu trên này xuống thì như này thì cháu nhìn ở cái thôn bản này là chưa có ai có nhà xây đúng không? Vâng. Ngoài đi xuống chân dốc cô bác là có những cái đoạn đường mà khi mà cháu được đi xuống thì cô bác cũng đã biết được rằng là con đường nó nguy hiểm như thế nào rồi. Bà con không có dám chở vật liệu để mà đi xuống đây nữa cô bác ạ. Thật sự rất là nguy hiểm. Đấy, cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới sẽ nhận được phần trợ duyên của các bác gửi tới cho hai ông cháu để cho cháu Lực sẽ tiến hành đi vào và làm trong làm một cái ngôi nhà ghép sửa sang lại cái ngôi nhà này một chút cô bác ạ. Nhà ông thì có cây gỗ nhiều không? Cây gỗ á? Đúng rồi. Cây gỗ thì có mấy cây. Có thì có mấy cây thôi à? Ừ.
Đấy, vừa rồi thì đi vào của bác này rất là tội luôn Mạnh ấy. Cái cơm thì cũng đã chín rồi, thì một tí nữa là hai ông cháu là xào rán cá lên để mà ăn nhá. Vâng. Thế hai ông cháu là có cá thì vẫn còn chưa? Hay là hết rồi không? Còn một con hay sao? Còn một con à? Thế thì còn một con thì ông cứ nấu hết đi đấy nhá. Vâng. Ông có đừng để tiết kiệm, cứ nấu hết đi. Hết lại bảo cháu lại mua khác cho. Vâng. Đấy, cháu sẽ mua thịt này, mua cá này, xong là mua trứng này cho ông với lại Mạnh nhá. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là Mạnh là rất là lạnh của các bác. Đấy, cái này thì được là bác làm thảo đố bác gửi cho cháu được để mà khi vào tới mùa đông của bác này, cầm theo người thì cầm cái túi này sẽ rất là ấm. Nào Mạnh cầm cái này đi. Cầm nhá, một tí nữa ấm nhá. Đấy, vừa rồi thì cháu cũng đã bảo với ông rồi là cái tiền quý của nhà ông thì hiện tại cháu đang cầm bao nhiêu nhá. Cháu đi xuống, cháu sẽ mua những cái đồ nào thì cháu sẽ trích cái tiền của quý của nhà ông ra mua. Đấy, ở đây thì một khoản tiền thì cũng khá lớn rồi. Bây giờ nếu mà để mà mình làm được cái gì thì nó làm cũng gần là làm được rồi. Đấy, nhưng mà cháu nhìn thấy xuống là cái ngôi nhà của ông rất là sột sệt rồi. Đấy, cháu chỉ sợ là đến cái mùa như ông kể cho cháu ấy, bảo là đến cái mùa mà mùa mưa mùa gió báo ấy, hai ông cháu là không có dám ngủ ở đây nữa. Mà đi ngủ ở gốc cây, không phải là ngủ mà trốn ở gốc cây luôn. Ông đừng có nghĩ là trốn ở gốc cây là điều tốt đâu, nó không tốt đâu nhá. Sấm sét về là không, rất là nguy hiểm nhá. Đấy, hôm nay thì phải nói là thật sự ra nhìn cảnh mà hai ông cháu của bác này, ông thì đi làm, còn là Mạnh thì ở nhà một mình, ở nhà một mình thôi các bác, ở trong một cái ngôi nhà này. Bà hỏi Mạnh có sợ không? Mạnh có lúc thì Mạnh sợ, có lúc thì Mạnh không có sợ, cầm theo một cái đèn pin. Thế như vừa rồi thì cái trường hợp này thì Mạnh đã, ông Mạnh ở nhà bao nhiêu lần rồi? Ở nhà như này bao nhiêu lần rồi? Đây thì 2-3 lần rồi. 2-3 lần rồi. Vâng. Thế cái những cái lần đấy là ông đi đâu? Lần thì ông cũng đi, cũng làm đi làm thuê. Đi làm thuê à? Vâng. Mạnh là Mạnh vừa rồi là tự đi học về luôn đấy. Vâng. À. Thế Mạnh là về nhà là về nhà là không nhìn thấy ông, là cứ ở trong nhà thôi à? Vâng, nó khóc đấy, nó khóc. Rồi cho nên mới là ông mới đi đâu. Hôm nay bảo về sớm thì sớm nữa. Ông ký cái bánh bảo làm tới nữa, một tí nữa. 6 giờ mới cho nghỉ, đường xa nữa về, về tối rồi. Hôm khác thì đi sớm một tí thì về cũng sớm thôi. 5 giờ, 4 giờ ấy là được về. Thế là trâu của ông ở bên kia là bây giờ ông đi lấy trâu về đấy nhá. Vâng. Đấy, lấy trâu về đấy nhá. Áo thì đấy, áo của Mạnh thì một lần, hai ngày là một ngày là đổi cho Mạnh một bộ áo mới. Vâng. Đấy, đổi cho Mạnh một bộ áo mới xong rồi lấy bộ quần áo cũ giặt. Vâng. Giặt đi xong phơi. Đấy. Ông phải nói là cháu đi chia sẻ những hoàn cảnh thì cháu đi vào chia sẻ hoàn cảnh của ông ấy. Thật sự ra là cháu rất là quý Mạnh. Vâng. Mạnh rất là đáng yêu ông ạ. Vâng. Rất là tội cho vâng. Mạnh. Vâng. Bố thì bị lừa sang Campuchia, mẹ vâng. thì bỏ đi theo người mới. Vâng. Đấy. Phải nói là người mẹ của Mạnh rất là nhẫn tâm. Vâng. Ông ạ. Mạnh thì một đứa trẻ rất là ngoan. Qua cái cách vâng. nói chuyện của Mạnh nhé. Vậy ông có thấy vui mừng không khi mà hôm nay cháu nói cho ông bảo là cái tiền quý của ông nhận được số tiền là 20 triệu? Ông có biết là 20 triệu là nó như nào không? Đúng rồi, ông vui mừng vui lắm rồi. Các bác ở thương, bác thương tôi thì cũng nhớ mãi rồi. Cực cảm ơn các bác, là các chị các cô ấy, thế là khổ lắm rồi. Không có cháu ở đây, hay đây chú cháu ở thôi, không có ai. Tối thế này không có ai về chơi, đi đâu chơi không được, cứ nằm ở nhà, nằm ở nhà thôi. Không cháu à? Qua cái ngày thì đi được một tí, bên đêm thì rồi cùng cháu. Đã dám đi đâu nữa, đi mang đủ cháu đi theo, nhưng người ta nó ghét lắm, không cho đi.
chú cháu ở nhà mãi thôi. Đến ngày thì cháu đi học, anh đi em được trả đi đâu nữa, còn cháu ở nhà bếp đi tìm cái gì ăn được nữa. Bây giờ thì ông cứ yên tâm là khi mà ông thiếu vật dụng gì thì cháu sẽ trích tiền quý ra của ông ra mua. Hay ở đây thì cháu cũng chỉ là người mà đi chia sẻ, là người làm cầu nối gắn kết cả hai ông cháu tới Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước để giúp đỡ hai ông cháu. Giúp đỡ cho hai ông cháu thôi. Đấy, mọi tất cả công lao lớn thì đều là được Mạnh Thường Quân giúp đỡ hai ông cháu. Đấy. Và cháu cũng quay thước phim này thì xin gửi một lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân trong ngoài nước rất là nhiều. Cảm ơn các cô bác anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Bản Em, giúp đỡ được những hoàn cảnh, những cái số phận mà rất là kém may mắn ở trên cái cuộc sống hiện tại cô bác ạ. Ở đây thì các bác cũng đã trải qua rất là nhiều thăng trầm của cuộc sống rồi, cho nên là các bác cũng đã hiểu được là hoàn cảnh của hai ông cháu hiện tại là như thế nào cô bác ạ. Đấy, Mạnh thì đi vào nhà đi. À đây, ngồi đây đó. Đấy, Mạnh thì bây giờ thì ấm chưa? Nói cho chú nghe nào. Ấm chưa? Đấy, túi này thì bỏ ra một lúc thì là ấm rồi cô bác. Đấy, cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác. Đấy, rất là may là ông không có chuyện gì xảy ra. Và Mạnh nữa ở nhà không có chuyện gì xảy ra cô bác. Vừa mới bước vào là Mạnh là đang ngồi ở trong nhà cầm một cái đèn pin. Đấy, cầm một cái đèn pin, cứ thấy cầm một cái đèn pin thôi. Đấy. Còn cái thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Nào Mạnh, đứng lên, khoanh tay. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, vẫy tay. Vẫy tay chào ông bà. Rồi. Tôi xin chào các em, các chị. Xin chào các bác, các chị. Đấy rồi, ông thì bây giờ ông đi lấy trâu về đi nhá. Đấy, cơm thì cháu cũng đã nấu xong rồi. Đấy, bây giờ thì trời cũng khá tối rồi, cháu cũng sẽ di chuyển là đi về thôi. Ngày mai thì cháu sẽ tiếp tục xuống thăm ông nhá. Đấy, ngày mai tiếp tục cháu xuống thăm ông sau. Đấy, Mạnh chào Mạnh đi. Rồi, chào Mạnh nhá. Thế nhá ông nhá, cháu đi về nhá. Bye bye Mạnh nhá. Bye bye. Rồi, bye bye.